Đề thi toán tốt nghiệp trung học phổ thông, quen thuộc, không làm khó nhiều thí sinh. Đến 16 giờ chiều ngày 7 tháng 7, các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã hoàn thành bài thi toán. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi có tính phân loại cao nhưng đa phần câu hỏi ra ở kiến thức cơ bản, không làm khó các em. Ghi nhận của phóng viên thì từ đầu giờ chiều, phía ngoài điểm thi trường trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, lực lượng Ủy ban nhân dân phường, công an phường Hàng Bài, công an quận Hoàn Kiếm và đội cảnh sát giao thông số 1 tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Do nhiều phụ huynh đi ô tô cùng lúc tập trung tại cổng trường nên lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trực tiếp xuống đường phân luồng, yêu cầu phụ huynh không quay đầu tại khu vực trên để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bài cho biết, trên địa bàn phường có 2 trên 4 điểm thi của quận Hoàn Kiếm, trong đó điểm thi trường Trung học cơ sở Trưng Vương có lượng thí sinh lớn nhất thành phố, 1.800 em. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho khu vực trên thì toàn bộ lực lượng phường Hàng Bài cũng vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Lúc 15 giờ 05 phút, trận mưa nặng hạt kéo dài trong khoảng 15 phút, giúp không khí dịu mát. Thời điểm này thì thí sinh đã làm bài môn thi thứ hai được hơn 30 phút. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng đã có mặt ở ngoài điểm thi. Lực lượng chức năng đã ứng trực và đảm bảo nhiều ô chống nóng, không bị cuốn và đổ cũng như là phân luồng tránh ùn tắc. Để đón con dự thi tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương sớm, chị Trần Nhân Ái ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ rất cảm động khi thấy các lực lượng chức năng không quản mưa lớn hỗ trợ giúp đỡ phụ huynh và các thí sinh. Sau môn thi đầu tiên là ngữ văn, con chị làm bài khá suôn sẻ nên cả nhà đã thở phào nhẹ nhõm. Chị Á hy vọng kết quả làm bài môn toán chiều nay của con cũng tốt. Sau giờ thi, em Nguyễn Mẫn An Khánh, trường Trung học phổ thông Trần Phú cho biết đề toán khá vừa sức, với học lực khá, các em có thể làm được gần như là 90% lượng câu hỏi. Tại quận Nam Từ Liêm, cuối chiều nay hơn 3.800 thí sinh đã kết thúc bài thi toán tại 7 điểm thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Trần Thanh Long cho biết, lực lượng chức năng và tình nguyện viên tiếp tục phân làn, luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh rời khỏi phòng thi, đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập ở sân trường. Thí sinh Nguyễn Trịnh Nhật Linh dự thi tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm chia sẻ, đề thi môn toán vừa lực học của em, tuy nhiên tiếc rằng em có chút nhầm lẫn nên dự kiến khó nhận điểm giỏi. Tại điểm thi trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, huyện Đông Anh, anh Nguyễn Minh Quang, thị trấn ở Đông Anh cho biết, nhiều phụ huynh trên địa bàn hướng con em chọn trường nghề bởi sau khi con thi tốt nghiệp trung cấp nghề và tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thí sinh sẽ học liên thông lên cao đẳng, nhận bằng kỹ sư thực hành với nhiều cơ hội có việc làm. Sau môn thi toán, thí sinh Lê Hữu Chiến, hiện học lớp trung cấp kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 12A cho biết, ngày đầu kỳ thi đã diễn ra suôn sẻ với kiến thức trong chương trình phổ thông. Chiến là một trong khoảng 500 thí sinh đặc biệt đang là sinh viên trường cao đẳng nghề tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Đông Anh. Ông Đặng An Bình, hiệu trưởng nhà trường thông tin, có gần 500 học sinh đã thi tốt nghiệp trung cấp nghề tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có gần 200 thí sinh đăng ký học liên thông. Ngay sau khi kỳ thi sẽ thực tập tại nhiều doanh nghiệp lớn với hỗ trợ ổn định từ doanh nghiệp. Còn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Thường Tín, huyện Thường Tín, em Phạm Yến Chi, học sinh trường Trung học phổ thông Thường Tín, vừa rời khỏi điểm thi thì phấn khởi chia sẻ, đề toán chiều ngày 7 tháng 7 từ câu 1 đến câu 30 khá dễ, các thí sinh có thể hoàn thành được. Bắt đầu từ câu 30 đến câu 40 thì thí sinh có thể mất nhiều thời gian để làm hơn. Số câu còn lại khá khó. Em cơ bản hoàn thành được bài thi toán ở mức độ tốt. Thầy giáo Trần Vũ Đức Duy, Trung tâm Eco Green Edu, đường Võ Trí Công, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận định đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn toán khá nhẹ nhàng, vừa sức đối với học sinh trong 40 câu đầu, phân loại ở 10 câu cuối và 4 câu cuối là khó nhất nhưng đều là các câu quen thuộc, không có câu nào lạ. Đề thi giống với cấu trúc đề thi minh họa, kiến thức tập trung trong chương trình học lớp 11 và 12. Tôi cho rằng học sinh khá giỏi trở lên chắc chắn sẽ làm được trên 40 câu, nhưng các câu cuối thì có thể sẽ không làm được vì không đủ thời gian hoặc là chưa được ôn luyện nhiều. Học sinh trung bình khá thi làm đề bài này thì phải làm cẩn thận vì dễ bị nhầm lẫn. Phổ điểm của các em sẽ từ 7 đến 8 điểm là nhiều nhất, thầy Vũ Đức Duy nhận định. Cô Trình Ánh Ngọc, giáo viên toán trường Trung học phổ thông Ban Mai, quận Hà Đông cho rằng kiến thức của đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Chương trình lớp 11 có các câu liên quan đến cấp số cộng, xác suất, phép đếm, góc và khoảng cách. Đặc biệt là đề thi không có sự xuất hiện của các câu hỏi về lượng giác, bài toán vận tốc, bài toán lãi suất, phương trình tiếp tuyến và khoảng cách giữa hai đường chéo nhau đều là những câu hỏi thường gây khó khăn cho các thí sinh. Các câu hỏi ở mức vận dụng cao, trải đều ở các chuyên đề hàm số, mũ, logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức và phương pháp tọa độ không gian.
Đồng quan điểm với cô Ánh Ngọc, thầy Ngô Văn Toản, giáo viên toán trường Trung học phổ thông Ban Mai, Hà Đông cho rằng, đề thi đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học. Đối với các học sinh trung bình, đây là một đề thi dễ thở, dễ đạt được điểm 5-6. Các học sinh khá sẽ đạt được điểm 7-8. Các học sinh giỏi vẫn phải vượt qua thử thách ở các câu cuối để đạt được điểm 9 trở lên. Thưa quý vị, chiều nay gần 1 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 với hai môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh chia sẻ đề thi dễ vừa sức, bám sát đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Sau 90 phút làm bài thi môn toán, các thí sinh cho biết đề thi toán năm nay vừa sức. Đề thi vẫn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó 90% các câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 12, 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 11. Em thấy đề toán này thì phân hóa ổn, cũng không quá khó. Khó nhất là phần đại, hình thì dễ hơn. Dạ, thì em đánh giá là đề toán này khá là dễ. Thì nếu mà học tốt thì có thể trên 8. Đề dễ nhưng mà những câu để phân loại học sinh khá giỏi thì vẫn rất là khó ấy. Để phân loại được thì em nghĩ là đề hôm nay là vừa sức với các bạn, để được trên 7. Để làm được 8 thì không khó, nhưng mà để được 9 hơn thì sẽ là có sự phân hóa giữa cái đề 8 điểm 8 điểm 9. Thì đề năm nay cũng không khó như các đề chuyên thi thử vừa rồi, nó chỉ mức độ 8 phân hóa học sinh đoạn từ 9 cộng trở lên thôi. Đề nó cũng không quá khó nhưng mà phải làm chắc. Thì làm đề này thì em cũng cẩn thận nhưng mà cũng có sai một câu vớ vẩn thì chắc là cũng khoảng 86-88. Còn mấy câu khoanh bừa thì em cũng chưa biết là đáp án gì. Thì chắc là để lúc nào thi xong tất cả môn em phải soát một lần. Theo các giáo viên, đề toán có cấu trúc giống với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mức độ thì đề năm nay dễ hơn năm ngoái. 30 câu đầu thí sinh có thể hoàn thành dễ dàng trong khoảng 30 phút. 5 câu hỏi cuối cùng mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề số phức, hàm số, OXYZ và tích phân. Với độ phân hóa như đề thi này, phổ điểm sẽ ở mức 7 điểm. Các trường đại học cần cân nhắc khi sử dụng kết quả của bài thi này để tuyển chọn thí sinh. Các câu từ 31 trở đi sẽ được xếp theo mức độ khó tăng dần. Tuy nhiên, mức độ khó chỉ được thể hiện ở 5 câu phía cuối. Xong, 5 câu khó này thì học sinh cũng đã từng rất quen thuộc trong quá trình ôn luyện. Bởi vậy, cái phổ điểm môn toán của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ nằm ở mức 7 điểm. Và chắc chắn một điều là điểm chuẩn của các trường đại học top đầu sẽ tăng so với năm ngoái. Trước đó vào sáng nay, thí sinh đã thực hiện bài thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Phần đọc hiểu gồm 4 câu hỏi phân loại theo các mức độ nhận thức. Ở câu hỏi số 4 là câu vận dụng cao, yêu cầu học sinh rút ra bài học về lẽ sống qua hành trình từ sông ra biển của nước. Ở phần làm văn, câu nghị luận xã hội về sự cần thiết phải biết sống cống hiến và câu nghị luận văn học yêu cầu thí sinh phân tích vẻ đẹp nữ tính trong bài thơ Sóng. Khó nhất thì chắc là phần nhận xét của đoạn làm văn, tại vì nó nhận xét vẻ đẹp nữ tính của trong đoạn thơ Sống của Xuân Quỳnh. Còn thật ra cũng không phải là câu khó nhất nữa, tại em thấy cái đề này khá là dễ. So với đề năm ngoái thì hay hơn, em nghĩ là hay hơn tại vì phần đọc hiểu khá là hay, nó khá ý nghĩa. Hôm qua là thầy giáo trước khi đi thi này, thầy giáo đã dặn bọn em là ôn tủ hai bài là Vợ Nhặt và Vợ Chồng A Phủ. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay đề thi nó lại bẻ sang một hướng mới. Thế bọn em không biết lần đường nào một lần. Em nghĩ là điểm 10 là chắc chắn ở trong tay rồi, còn trên giấy thì chưa biết. Bởi vì đề vẫn có những cái câu có khả năng phân hóa tốt. Chẳng hạn như là câu 4 của phần đọc hiểu. Hay là ví dụ như là cái câu nghị luận xã hội và cái câu hỏi về đẹp nữ tính trong Xuân Quỳnh. Với đề bài này thì nhìn chung là tôi đánh giá nó là một đề đạt yêu cầu và cũng có thể là gì có nhiều chỗ để khơi gợi được cái hứng thú làm bài cho các bạn học sinh trong kỳ thi năm nay. Ngày mai các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai buổi sáng với tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, chiều thi ngoại ngữ.